Yến Vy và Cát Tường xin kính chào quý vị khán giả xem kênh Ký ức miền Tây. Hôm nay Yến Vy mời quý vị cùng đi hái cóc chung với Yến Vy với Cát Tường nha. Ủa, hai vườn của Dũng Sáu có gì hả? Vườn Dũng Sáu có nhóc hết trơn, có cóc nè, có mít nè, có chuối nè, rồi có sen nữa. Hoa ăn cóc đi. Ừ đi. Tôi biết dây này dây gì không? Trời, dễ mà. Dễ thui địch chứ dây gì. Thì không biết nữa. Ăn cà na không Tường? Thôi, ăn cóc thôi. Ê, có cái như xe. Ủa, không xe. Có ai ở ngoài không ha? Có chỗ ở ngoài. À, thì nhớ hình như chỗ này có cây dâu cái gì nè. Cóc cho Tường. Ờ, quá trời luôn. Không lên được rồi đó. Cái này cái gì vậy? Mũ. Sáu không hả? Ủa sao những số chồng không làm chứ? Trên dây này, ủa sao biết trên nào chính ta? Dưới đây hai trái này là Tường. Em đang bận đi hái cóc rồi. Ủa, thì nó chín chưa mà mình hái rồi. Cái tờ này lụm ra đâu? Dạ. Để khỏi cành nó có chín không ta? Quá trời chùm. Mẹ già ơi, này hái mà ở đâu còn bự nữa đâu. Ủa mình đó mới giữ cho khỏe sao tới nha. Có cái cây thì rồi sao ấy. Trời cũng có trái nữa là tờ. Đây mà ký. Ký quá. Tôm. Đó mình vô đây là nó còn lùng chỉnh nó dưới là dễ bẻ. Giờ nó quá trời đó. Nó cao nguyên ngại trên rồi. Chồng bọt mà trường đây nữa nè. Cái gì vậy? Gì đâu? Ốc chè nữa. Thì trời qua mấy cái nhánh này xuống. Ờ, chưa gãy con gãy nhánh. Nhánh này nó giòn lắm. Xong rồi cái mình lắc muối. Để rớt cái đầu này nha. Ui. Hai cái đầu. Okay, mình lúc cái này hết sức ra, nó ra. Nó ra tàu. Không có gì luôn. Yeah. Rồi, trái. Rồi, luôn rồi. Không sao. Ở ngoài đây cũng có chùm mà. Chưa mà. Rớt rồi nè. Không được chứ không được. Nhưng mà xịt lũ quá trời luôn rồi nè. Cái ăn được không mà. Em là người đó chưa được chứ. Chùm chùm cho nó luôn. Hả? Tới. Kệ Huy đó, mẹ tới đi Huy. Chùm đó hả? Thấy không? Dạ. Mà kiến quá trời. Để con lấy được mấy trái. Xinh xơi quá trời luôn. Hai cầm cái cây hay nhó hay đập đó. Có chứ con hành. Dạ Tường. Dạ Tường. Quá trời Tường ơi. Xin cho hai chàng lọt mương nha. Xin chứ. Gửi cho bự các bạn á. Gửi cho bự á. Bé hết rồi mình lo lắm chị. Mình coi cái nào bự mình lẻ. Cái nhỏ bỏ lại. Có cái chín thơm quá ta. Cái này là ngon. Đạp trước cái mới chín được rồi thấy nha. Thì bảy đây luôn. Ủa,
nó xuống rồi mình vớt được. Ủa mày trời ơi quá trời luôn kìa, mấy trái đó mới ngon đó, chín đó. Ngon chưa? Rồi đúng mày. Thơm to. Để vũ thử cho nó rớt không? Rớt. Chưa chưa tôi. Đó là mấy chỉ có rụng nữa từ. Nó rụng ngoài kia luôn rồi kìa. Âu âu. Nó đậu quét nó trong luôn nè. Rồi rớt như vậy luôn nè. Nè, nè Tôn. Sao khúc này nó không rớt nhiều mà ngoài kia rớt quá trời. Kia chín nhiều hơn. Hai ông được ủ à. Cái này nó dục. Hai cho thử rồi, thử hai cái này cho nó chín không. Đỡ giác rồi nè Quỳnh. Đỡ chứ. Trái chín là trái nào? Trái chín là sao? Đọt kỹ sao ăn? Chứ sao? Cái vỏ nó sâu lắm chứ bộ. Ủa gì hả? Hai đứa. Trời ơi. Giọt tóc là mồng nhỉ. Nó bị chín. Chín. Dám ăn không? Nãy từng lựa trái này nó chua không ta? Ai lựa? Hai lựa thì có. Từng đưa hai mà. Hồi nào? Từng gọt thấy ghê đó, xong cái hai kêu từng đưa hai gọt đó. Hai ăn cho đó đi, hồi em tự gọt em tự ăn. Đổ gọt gì đúng không ta? Đúng rồi đó. Sao tụi biết? Từng có gọt đây nãy em thấy hấp dẫn rồi. Đau rất đau. Trời. Đừng. Nhìn hai kìa. Ngon. Tìm cái nào không có mũ á. Cái nào không có mũ á ta. Không mình chắc. Chắc chưa? Thôi đừng gọt kỳ quá à, chút gọt cho ăn. Dở cái phần đó ra. Gọt được nhiều để gọt cho. Nó dậy nó vô tay á. Nó cứng lắm á. Chắc chưa? Chắc. Lo ăn không đi. Có cống này ăn được có gọt luôn á. Tại còn no không? Con người vợ cóc ngon người kia ăn. Đây không biết ngon không nha, nó gọt nó cạo chứ nó gọt. Ờ, quên quên. Gọt nào xong lâu lắm. Ê, 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 tưởng ai ở nhà chán chết ai về được đi hết tóc quá thì vui hết chán thì vui dữ chưa. Con đi đi học, con đi đi học ở nhà vui hơn. Nãy hái trái hạnh chấm này ăn cũng ngon nhưng mà đi càng vui. Ê chị Hạnh ăn, ăn chấm cái này là ngon dữ lắm. Ăn chưa? Tí tắt. Ăn không? Chấm sẵn luôn rồi đó. Chấm sẵn rồi đó. Ăn đi. Chấm đi nó mới ngon. Không chấm thì nó không có ngon. Ngon, chắc bảo đảm. Chua mới ngon. 90 cay 10 chua mới đúng. Ủa mình có gọt sâu quá không ta? Hai gọt không có sâu. Quá sâu thôi. Gọt sâu vậy đó chứ không có chua. Chứ ý là gọt sâu vậy mà từng chia chua. Không có chua, có 10 chua à. Tại vì từng chấm nhiều quá. Có 10 chua à. 90 cay rồi. Tường muốn ăn chua thì Tường gọt cái vỏ xanh nhiều. Còn Tường không muốn ăn chua thì Tường gọt giống hai vậy đó. Hai con hay gọt cái vỏ xanh vậy. Được nhiều. Gọt vậy cho tôi ăn không chua. Nhưng mà đỡ. Chứ nó cũng chua. Nhìn sợ. Góc mà không chua. Nhìn sợ quá. Em từ chối ăn được không? Kỳ quá. Ngãi không cay. Yeah.
vô câu cá kìa. Trong cái đĩa trống dèo vô. Mình để đâu vậy? À, em biết để đâu rồi á. Đây cái này không có chua. Ủa hay, đồ bịch này nó nặng như vậy thì sao vô? Sao khách? Để rồi chút ông ơi tìm vô tắt đi. Cái này cỡ nhiêu ký không? Ừ, 3-4 tí gì à? Rồi, ngon rồi. Rồi, vô.